Thời tiết trong ngày thi đấu thứ hai 30 tháng 8 thực sự là một thử thách đối với các golfer. Từ khoảng 3 giờ chiều, những cơn mưa lớn dồn dập khiến cho tốc độ thi đấu của các golfer bị chậm lại. Tuy nhiên, ai cũng quyết tâm thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo để cùng đồng đội mang về kết quả tốt nhất. Các golfer đã cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có tiếc nuối nhưng cũng có niềm vui vỡ òa. Cuối cùng, những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. 7 đội tuyển giành được tấm vé vào vòng chung kết sau ngày thứ hai đấu loại là Đại học Kinh tế Quốc dân, Golf Ngựa Hoang, Golf TBG, Golf Đại học Bách khoa Hà Nội, Golf GGB, Golf Lucky, Golf Pure Performance. Cái sự chuẩn bị của câu lạc bộ thì phải nói là rời rạc, bởi vì bản thân là trong câu lạc bộ là tất cả các bạn, mọi người là đều rất bận, nhưng mà luôn luôn đấy là sự ghi nhận của nỗ lực của từng cá nhân. Và ngày hôm nay thi đấu phải nói một điều là rất xuất sắc, bản thân tôi cũng là một ngày thi đấu phải nói là xuất thần. Thì để mà vào chung kết thì rất nhiều các câu bộ và hay và có những kinh nghiệm ở sân golf Long Biên thì Ngựa Hoang sẽ phải outing cũng như là tập luyện hàng tuần tại sân golf Long Biên để tạo đầu tiên là cái môi trường thuận lợi, thì cái quen sân, thứ hai nữa là tạo cái niềm tin, cái sự động viên cho các anh em có một cái hứng khởi để bước vào vòng chung kết. Vòng loại giải golf vô địch các câu lạc bộ Hà Nội đã đi được 2/3 chặng đường. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng quyết định câu lạc bộ nào sẽ bước chân vào vòng chung kết. So với giải đấu năm ngoái, thể lệ thi đấu năm nay đã có một số thay đổi quan trọng, trong đó handicap chính thức được áp dụng theo hệ thống V-Handicap tính tại thời điểm ngày 1 tháng 9 năm 2019. Handicap đấu loại được tính từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Cùng với đó, điểm net được tính dựa trên handicap chính thức, cắt âm 2 và dương 10. Tinh thần của giải đấu lần này vẫn nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, giúp gắn kết những người yêu golf trên địa bàn thủ đô.